Xin chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh, được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, tháng 12 âm lịch sẽ là thời điểm cuối đổi vận của quý vị. Tuổi Kỷ Mão là một trong những tuổi được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho, tiền bạc tiêu mỏi tay không hết. Việc xem lá số tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 12 âm lịch thì sẽ giúp cho các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn cũng như là công danh sự nghiệp và tình duyên của mình trong tháng 12 âm lịch, và để từ đó thì quý vị có được những bước đi đúng đắn, chính xác nhất trên con đường tài lộc và thành công của chính mình. Trong chương trình xem tử vi tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 12 âm lịch này sẽ được luận giải bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy hàng đầu trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Qua lá số này, thầy sẽ chỉ rõ cho các bạn tuổi Kỷ Mão thấy được những vận hạn cần tránh và chỉ cho các bạn những bước đi đến thành công trên con đường tài lộc, học tập cũng như là công danh của mình. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi và chiêm nghiệm, từ đó rút ra được những bài học cho mình quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Kỷ Mão, mệnh thành đầu thổ, có khát vọng lớn, chí tại bốn phương. Họ mơ ước tự tay gây dựng cho mình một đế chế, tay trắng làm nên sự nghiệp. Cũng chính vì chí hướng như vậy nên người này thường xa gia đình từ rất sớm, tự mình lập nghiệp phát triển ở bên ngoài. Sau này thành đạt mới trở về vinh quy bái tổ. Tính cách của họ có phần cao ngạo, lại có tham vọng lớn, thấy cái lợi không biết điểm dừng, thậm chí có phần hơi tham lam. Nếu biết nghe lời khuyên bảo, góp ý của người khác, biết tìm cho mình điểm dừng, thì số tài sản tích lũy được thời trẻ có thể bảo toàn. Tính cách thẳng thắn, thoải mái vô tư, song lời nói và hành động của họ đôi khi hơi thái quá, đem lại cảm giác lỗ mãng, không hiểu lãng mạn là gì. Họ luôn yêu cầu rất cao trong công việc, cũng có khả năng biến hóa linh hoạt, năng lực xuất chúng hơn người. Bước sang tháng 12 năm 2021, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Mão vẫn chưa khởi sắc hơn so với tháng trước, đường tài lộc cũng hiu hắt. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Kỷ Mão sẽ cần phải chú ý nhiều đến tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn tới công việc của mình đang tiến hành triển khai. Tháng này gia chủ Kỷ Mão dễ gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm. Con giáp này đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Con giáp này dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm bất định. Kỷ âm thổ gặp tân âm kim nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Kỷ Mão trong tháng 12 này, vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mà dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin lời người tốt lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú mèo dễ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm ngay từ đầu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 12 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Kỷ Mão không nhận được sự thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp những chuyện không may khiến cho tiền bạc chẳng ở bên mình, nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Kỷ Mão trong tháng 12 âm lịch không được tốt, do sự nghiệp gặp trở ngại nên bạn phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc bạn cảm thấy rơi vào bế tắc, hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó hãy đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Mệnh chủ Kỷ Mão sinh năm 1999, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của mệnh chủ tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 12 năm 2021 âm lịch là lúc mà tuổi Kỷ Mão sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có, làm ảnh hưởng đến tình cảm đôi bên. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm khó khăn của mình để tình cảm đôi bên hướng tới những ngày tươi đẹp hơn. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với gia chủ Kỷ Mão trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 12 năm 2021, tức ngày 8 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 12 năm 2021, tức ngày 20 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mão trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 12 năm 2021, tức ngày 9 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 12 năm 2021, tức ngày 21 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi.
Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm Tân Sửu, năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên các tuổi Kỷ Mão sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Kỷ Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của Thầy. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 trong tháng 12 âm lịch. Chắc hẳn là quý vị đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống của mình để từ đó chúng ta có một cuộc sống thay đời, đổi vận, ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.